Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hoa Hằng. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nơi mà các bạn có thể mua được cây vợt Mukta 10 năm của hãng Zuna, mới ra được một thời gian ngắn trước thôi, với giá rất là tốt từ Mỹ về Việt Nam. Đây là trang web Dick's Sporting Goods. Đây là một trang web lớn chuyên bán đồ thể thao ở Mỹ. Ngoài những sản phẩm của Pickleball thì trên trang web này còn bán rất nhiều những cái sản phẩm như là giày dép, quần áo, túi, rồi tất cả những sản phẩm mà liên quan đến những bộ môn thể thao như là đá bóng này, chạy này, hay là boxing này, hay là Pickleball này, hay là rất là nhiều những cái môn thể thao khác. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn trang web này, thì các bạn có thể mua được với cái cây Zuna Mukta 10 năm này về Việt Nam với giá tốt. Hiện tại bên mình có cốt giảm giá thêm, thì cây này đây là cây 14 nhé, cây 16 cũng có đấy. Hiện bên mình có cốt giảm giá thì sẽ mua được cây này với giá về tay tầm hơn 6 triệu cho các shop. Còn nếu khách lẻ thì giá sẽ nhỉnh hơn một chút. Ở đây có đủ cây 14 và 16. Ở phần dưới này sẽ có mô tả của sản phẩm nhé các bạn. Đó. Thì các bạn có tham khảo, có thể tham khảo thêm. Ngoài Zuna thì còn rất nhiều những cái sản phẩm vợt khác nữa, thì các bạn có thể lên web để tham khảo thêm. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mua cái cây vợt này ở trên trang web Dick's Sporting Goods này từ Mỹ về Việt Nam để sử dụng hay buôn bán, thì các bạn có thể yên tâm nguồn gốc cái cây vợt mình sử dụng ở đâu và nó là hàng chính hãng. Đây là sản phẩm này, giá sản phẩm này. Bạn có thể xem nhiều hơn về hình ảnh và mô tả sản phẩm ở dưới. Đây là những sản phẩm mà web bán kèm gợi ý những bộ cho các bạn, thì các bạn có thể mua, ví dụ các bạn mua cây vợt này, các bạn mua bóng thêm ở đây, hay là giày, túi, kiểu set web gợi ý cho mình ấy. Nếu các bạn muốn mua thì các bạn hãy tham khảo ở đây nhé. Bây giờ mình sẽ cho sản phẩm vào giỏ hàng. Sau đó mình đi đến giỏ hàng. Chính là giỏ hàng này. Thì hiện tại mình đơn hàng của mình đã đủ điều kiện được free ship. Mình sẽ tiếp tục ấn check out. Như vừa nãy nói thì mình được free ship đúng không ạ? Đây ạ. Đó. Tiếp theo là để mua được cây vợt này với giá tốt thì các bạn cần phải có một địa chỉ ở bên Mỹ. Địa chỉ đó có thể là địa chỉ của người nhà, người thân của các bạn, hay các bạn thuê hay mượn một địa chỉ của một đơn vị chuyên vận chuyển hàng từ Mỹ ở Việt Nam, hoặc là bạn có thể tìm kiếm một bên mua hộ, chuyên mua hộ hàng Mỹ từ Việt Nam cho các bạn, một nơi uy tín để các bạn có thể nhờ họ mua hộ, sau đó thì ship về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn vẫn chưa tìm được một nơi nào uy tín, các bạn có thể liên hệ với Beauty 365 ở bên mình, thì bên mình hiện nhận mua hộ hầu hết tất cả các web hãng hay là web lớn tại Mỹ về Việt Nam cho các shop. Ngoài ra thì bên Beauty 365 cũng hay săn được những cái cốt giảm giá thêm để cho các shop nhập về với giá tốt và bán hàng với giá tốt hơn. Hiện tại như vừa nãy mình nói, cái vật này mình có cốt giảm giá thêm nên là sẽ order được về tay cho các shop, mua số lượng chỉ hơn 6 triệu thôi. Thì nếu các bạn cần thì các bạn hãy liên hệ với Beauty 365, mình sẽ để ở dưới mô tả của video này. Tiếp theo, các bạn vừa nãy mình có nói các bạn cần phải có một địa chỉ ở bên Mỹ, thì bây giờ mình sẽ điền thông tin vào đây. Khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của web, mình sẽ ấn tiếp. Đó. Sau khi điền địa chỉ thành công thì các bạn đã thấy không? Nó sẽ đầy đủ hiện ra các trang này. Đó. Hiện giá hiện tại của cây vợt này là như vậy, còn sau này nó có giảm giá thêm hay không thì mình sẽ chia sẻ sau, hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bên mình hoặc là bên
Zalo của bên Beauty 365 để có thể được báo giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Hiện tại thì bên mình săn được code giảm giá với giá về tay là hơn 6 triệu cho cây này dành cho các shop đi số lượng. Bây giờ đến phương thức thanh toán thì như các bạn thấy ấy, ở đây mình cần phải có một chiếc thẻ thanh toán online quốc tế như là Visa hay Mastercard. Thế đây là những cái mặt thẻ có thể chấp nhận thanh toán ở trên web. Vậy là để mua được sản phẩm cây vợt Luna Mota 15 từ trang web này thì các bạn cần phải có một địa chỉ ở bên Mỹ. Thứ hai là các bạn cần phải có một chiếc thẻ thanh toán online quốc tế thì các bạn mới có thể tự mua hàng ở trên những trang web lớn tại Mỹ về Việt Nam để sử dụng hay là buôn bán. Nếu như các bạn có thẻ thì các bạn sẽ điền ở đây. Trên thẻ của bạn đều hiển thị những cái này thì các bạn hãy tự điền nhé. Đây là thông tin cá nhân nên mình sẽ không điền ở đây. Như vậy khi mà các bạn như vậy các bạn ấn ở đây là xong. Thì là đơn hàng đã mua thành công. Khi mà đơn hàng mua thành công các bạn sẽ nhận được một cái mail xác nhận từ web. Xác nhận đơn hàng và trên mail có đầy đủ thông tin ship hay là thông tin của sản phẩm. Thì các bạn sẽ nhận được cái đó và cái đó bên mình gọi là bill on. Thường khi mua xong thì bên mình sẽ gửi cho khách hàng để khách hàng có thể yên tâm. Rất là đơn giản đúng không ạ? Ở trang web này đây là một trang web rất là lớn. Bên mình đã nhập rất là nhiều đồ thể thao về cho các shop bán tại Việt Nam rồi. Ở đây thì bên mình sẽ hay mua được giá tốt hơn là những web chủ hay là web hãng của Zuna. Đây là một trang web tổng hợp chuyên đồ thể thao rất là lớn ở Mỹ. Thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Nếu như các bạn cần mua sản phẩm Luna Mota 15 cũng mới ra thôi, cũng mới ra cách đây một tuần, hai tuần thôi của hãng với giá tốt thì các bạn hãy liên hệ với Beauty 365. Mình sẽ để link của Beauty 365 ở dưới mô tả của video này. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Bye bye.